mình. Cái câu 1 trong đề K39 nha. Thì trong đó thì tụi mình hiểu là cái việc Masan là thực hiện chiến lược hợp nhất theo hình thức là sáp nhập ngoài ngành, và đây là cái xu hướng phát triển đa dạng hóa kinh doanh, thì nó có nhiều tiềm năng phát triển và mong muốn mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực mới, và những cái lợi ích mà chiến lược này á. Mang lại á, là nó có thể là tận dụng được các cơ hội kinh doanh về vị trí, tiềm năng, khách hàng, và giúp cho doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tham gia vào một cái ngành mới. Thứ hai đó là việc mua lại các doanh nghiệp mà đang làm ăn tốt trong lĩnh vực đó thì giúp Masan có khả năng cạnh tranh cao hơn và cơ hội thành công hơn, và đồng thời là giúp nó đứng vững và phát triển trong cái việc mà muốn mở rộng sang một cái lĩnh vực kinh doanh khác và giảm thiểu được cái việc mà các đối thủ cạnh tranh và có khả năng là vượt qua các rào cản để tham gia vào thị trường mới trong cái thời gian sớm nhất. Lợi ích lớn nhất mà khi thực hiện theo chiến lược này đó là tận dụng các lợi thế và các cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp bị mua lại, bởi vì nó là một doanh nghiệp đang làm ăn tốt trên thị trường thì tất nhiên là nó sẽ có nhiều khách hàng tin tưởng rồi mang lại cảm giác an toàn nhiều hơn. Thứ hai, câu hai đó, đó chính là cái việc mà mua lại việc nhượng quyền cửa hàng Milano của Hoàng để kinh doanh trong phân khúc thị trường mà anh đã chọn là không phù hợp. Mọi người có theo kịp mình không ạ? Có. Cái việc mà mua nhượng quyền cửa hàng cà phê Milano của Hoàng á, để kinh doanh trong phân khúc thị trường á, là không phù hợp, là bởi vì là không phải là thực hiện đầu tư hay là tìm kiếm một cái mô hình kinh doanh mà số tiền anh Hoàng bỏ ra thường xuyên cũng sẽ tương đối lớn. Thay vì như vậy thì anh bỏ vốn ra để xây dựng thương hiệu riêng cho mình thì sẽ có lợi về mặt lâu dài hơn, và khi mà mua nhượng quyền thì anh sẽ không được tự do hoặc là không có thể có khả năng thể hiện được cái việc mà chủ động trong kinh doanh và sáng tạo làm chủ cái việc kinh doanh của mình, và thêm vào đó là phải mà mất một cái khoản chi phí khá là lớn để đầu tư lại mua trang thiết bị trang trí cửa hàng theo yêu cầu của chủ thương hiệu, và phải phụ thuộc vào những cái chiến lược marketing của họ. Rồi giá trung bình một ly cà phê mà anh đề ra thì cũng phù hợp với nhóm khách hàng là doanh nhân, công chức văn phòng. Việc đó thì đi đôi với những cái kinh nghiệm marketing trong thời gian anh làm việc với chuỗi cà phê nổi tiếng thì đó cũng là một trong những ưu thế. Ngoài ra thì việc nhượng quyền đồng nghĩa với việc mà chia sẻ rủi ro kinh doanh của bên nhượng quyền và giúp thương hiệu của bên nhượng quyền ngày càng lớn mạnh hơn. Và với những cái cá nhân tổ chức nhỏ lẻ có mong muốn kinh doanh nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu á, thì không biết tổ chức hoạt động hay là vận hành doanh nghiệp của mình sẽ như thế nào thì họ cần có một cái hệ thống lớn để dẫn dắt và làm theo, thì nhượng quyền thương mại là một cái trong những cái lựa chọn sáng suốt và hợp lý. Còn mà đối với những cá nhân tổ chức mà đã có nguồn vốn lớn, có ý tưởng, có sự thăm dò khai thác á, thị trường á, nghiên cứu về những cái lĩnh vực về căn cứ pháp lý về tiềm năng hoạt động của thị trường đó thì tự tạo nên tên tuổi thương hiệu riêng của mình sẽ tốt hơn. Còn về cô bé á, là những cái ưu điểm khi một doanh nghiệp mua nhượng quyền thương mại để phát triển hoạt động kinh doanh của mình á, là thứ nhất là không nhất thiết là phải có kinh nghiệm kinh doanh, mà khi nhận nhượng quyền thương hiệu thì bên này sẽ được hoạt động theo mô hình hoạt động bên nhượng quyền đã thực hiện trước đó. Rồi theo bên nhận nhượng quyền á, thì chỉ cần thực hiện theo những cái bí mật kinh doanh thì bên nhượng quyền đã trao cho về họ sẽ được hỗ trợ kinh doanh, và cộng với việc là cái tỷ lệ thất bại sẽ thấp hơn. Nhung ơi, Ơi, Nhung nghe. cái ý một của câu 2 á, Nguyên nghĩ là cái khúc này nếu mà mình trả lời là có vẫn được á. Tại vì theo Nguyên biết á, thì Milano nó sẽ nó là kiểu nhượng quyền mà sẽ không chết phần trăm doanh thu của mình á. Tức là sau khi mình nhượng quyền xong, nó sẽ cho mình nhượng quyền theo năm và
trước sau gì thì mình cũng sẽ phải chi một cái gói để trả cho cái bên sửa chữa, thì Milano nó cũng sẽ có những cái gói như vậy để cho từng cái cửa hàng như vậy luôn. Cho nên nếu như mà thật ra là cái với cái đối tượng hướng tới mà là doanh nhân hoặc công chức văn phòng á, mình nghĩ người ta sẽ thích những cái thương hiệu mà họ đã biết trước hơn là những cái thương hiệu mà mới thành lập, thì nó sẽ khó khăn hơn, đặc biệt là với những người mà họ đã học marketing rồi á. Mình cảm ơn Nguyên nha. Thì cái này mình cũng không biết nữa, thì tùy theo ý kiến của mọi người. Với lại các bạn cứ sàng lọc rồi chọn ra phương án đúng nhất thôi. Còn cái này là chỉ theo cái phần mà quan điểm của tụi mình thôi, cho nên là cũng không có chắc chắn là nó đúng nữa. Thì mình chỉ đem lên để cho mọi người xem tham khảo như thế thôi á. Các bạn đúng rồi, giống như Khánh Quyên nói là thì phần này mình cứ giải quyết cho nó logic là được rồi á, cho nên là mọi người cứ xem tham khảo rồi chỉnh sửa theo ý kiến của mọi người nha. Rồi mình tiếp sang cái đề K40 nha mấy bạn. Mấy bạn đọc đề câu 1 của đề K40 đi. Chắc là mọi người cũng đọc xong rồi ha. Thì câu 1 á, tụi mình có đề ra là những cái điểm mạnh mà Vingroup có. Thứ nhất là nó có khả năng đầu tư lớn, thứ hai là năng lực nội bộ của nó lớn mạnh, thì nó sẽ giúp cho việc thành công trong một cái thị trường mới sẽ dễ dàng hơn. Thứ ba là có thương hiệu và uy tín trong kinh doanh. Thứ tư là tận dụng được các mối quan hệ vốn có trên lĩnh vực khác mà nó đang phát triển để nhằm quảng bá sản phẩm mới. Thứ năm là biết tận dụng thời cơ và có tầm nhìn chiến lược. Cuối cùng là nó nhờ vào cái sự linh hoạt trong tổ chức thì sẽ giúp nó đạt hiệu quả cao hơn và thành công hơn so với những cái doanh nghiệp khác khi mà muốn chuyển sang một cái thị trường mới. Còn về phần câu 2 á, thì câu 2 cũng gần giống như cái đề K39 khi nãy á, Masan cũng mua lại một cái thương hiệu. À, mọi người có muốn bổ sung gì về câu 1 không các bạn?
À, tại vì câu 1 á, trong đề nó chỉ kêu là hãy nêu những điểm mạnh thôi, cho nên mình nghĩ chắc không cần nêu điểm yếu đâu. Nhưng mà bạn muốn chi tiết và đầy đủ hơn thì bạn nêu cũng được. Rồi mình chuyển sang câu 2 nghe mọi người. Về phần câu 2 á thì đề nó cũng gần giống tương tự như đề K39, nhưng mà nó khác ở một điểm là Masan mua lại một cái doanh nghiệp đang phát triển trên thị trường nhưng mà cùng ngành, là theo mình nghĩ á, thì đó là thực hiện chiến lược hội nhập theo phương thức là tiếp quản kinh doanh, là thông qua công việc bỏ tiền mua lại hệ thống kinh doanh của thương hiệu nổi tiếng là đứng thứ hai trong ngành và cũng trên thị trường thức ăn chăn nuôi luôn. Bởi vì cái việc tiếp quản kinh doanh thì dễ có cơ hội thành công hơn và giảm thiểu được một số rào cản so với các chiến lược khác. Và những cái lợi ích lớn mà đã giúp Masan đạt được kết quả khả quan là bởi vì nó biết tận dụng được các kinh nghiệm uy tín của Rokanco đã có trên thị trường, rồi giúp cho Masan là sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn do là khách hàng đã từng biết đến và hoặc đã từng tín nhiệm đối với cái thương hiệu này. Và thứ hai đó là với cái xu hướng tiêu thụ an toàn thì người dân họ thì khách hàng họ sẽ có ý thức được cái việc mà hàng hóa quen biết và được tín nhiệm thì được ưu tiên hơn, bởi vì nó cũng chính là một trong những nhân tố quan trọng. Thứ ba là việc mà tiếp quản kinh doanh thì sẽ góp phần giảm bớt những cái chi phí đầu tư và giảm bớt những cái rủi ro cho doanh nghiệp. Cuối cùng là phần nữa đó chính là nó góp phần gia tăng cái khả năng cạnh tranh trên thị trường nhờ vào năng lực được gia tăng và có thể tiết kiệm được cái chi phí tăng thêm cho doanh nghiệp và mang lại nhiều lợi thế hơn cho doanh nghiệp. Cái câu chơi đó mình giải quyết như vậy thì các bạn thấy như thế nào? Mọi người có bổ sung gì không? Theo tụi mình á, thì tụi mình nghĩ nó là chiến lược hội nhập hàng ngang, thì không biết là có bạn nào nghĩ là nó là một cái chiến lược nào đó nó hợp lý hơn không? Nếu không ai có ý kiến gì thì mình qua câu B nha các bạn. Câu B đó là phân tích những cái khó khăn của Hòa Phát khi mà phải đối mặt với cái việc mà nó tự tự xây, tự tạo dựng, đầu tư lại một cái dây chuyền mới. Thì ở cái tình huống trên á, cái việc mà nó tự tạo lập kinh doanh như vậy á thì nó sẽ gặp nhiều rủi ro hơn và khó tận dụng cơ hội kinh doanh. Thứ hai là nó phải mất nhiều thời gian và các nguồn lực để xây dựng, sản xuất và tiếp cận thị trường. Thứ ba là cái việc mà vượt qua các rào cản về tâm lý và các rào cản khác trong kinh doanh là những cái vấn đề mà hết sức mà khó khăn và khiến cho doanh nghiệp là phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh hơn, và do đó thì rủi ro cũng tăng nhiều lên.
Nguyên ơi, mình có những cái chiến lược như là chiến lược tăng trưởng tập trung nè. Ở trong đó thì nó có là chiến lược xâm nhập thị trường với phát triển sản phẩm, rồi chiến lược hội nhập dọc, rồi hội nhập dọc á, thì lại có thuận chiều với lại ngược chiều nha. Rồi chiến lược phát triển đa dạng hóa kinh doanh, chiến lược hướng ngoại. Hình như là còn còn chiến còn một hay vài chiến lược gì nữa ấy. Nguyên mở sách ra xem chi tiết cho nó rõ hơn dùm Nhung nghe. Ở chương 2 á Nguyên. Mọi người có góp ý hay là có ý kiến gì nữa không? Phần mà tụi mình giải đề thì tới đây là hết rồi. Tại vì trong phần đề á, của K39 có một câu 3 đó là theo nhận định của anh chị á, thì cái đó thì mình nghĩ là theo quan điểm cá nhân của mọi người, cho nên là cái đó chắc là mọi người tự suy nghĩ rồi xong tự giải theo cách của mọi người nha. Nhưng mà cái lúc ôn tập á, thầy có dặn tụi mình là lưu ý mô hình chiến lược hàng ngang, cho nên là mình có tìm hiểu trên mạng rồi mọi người có cần mình chia sẻ cái link đó lên cho mọi người xem không?